Dạ thưa anh, hồi khi nãy anh có đề cập tới ở Dubai, ngoài những building thì mình sẽ đi xem những cái sa mạc hay gì, thì xin mời anh giới thiệu tiếp. À, như chúng ta biết đó, Dubai nó là một cái khu vực rộng khoảng 4.000 cây số vuông cho cái thành phố Dubai. Thành ra ở đây đó, dĩ nhiên ngoài cái khu vực mà thành phố, khu vực nó được xây building ngay bên cạnh biển đó, thì chúng ta thấy là cái sa mạc cũng là một trong những cái thắng cảnh thiên nhiên mà bất cứ những đất nước mà có sa mạc họ đều làm những cái gọi là cái hành trình đi du ngoạn sa mạc vào những buổi chiều và lúc mà mặt Mà trời xuống đó, tức là hoàng cảnh hôn đó á. hoàng hôn, và đó là một trong những cái thắng cảnh tôi cho là đẹp, rất là đẹp. Tại vì tôi có dịp đi khá nhiều những cái thắng cảnh hoàng hôn ở sa mạc, chẳng như có bên Morocco cũng có, và đi qua những Ai xứ Cập chẳng có không hạn anh? như ai Ai Cập có không anh? Egypt chẳng hạn, Ai Cập đều có cả. Nhưng mỗi một cái khu vực đều cho chúng ta những cái cảm nhận khác nhau. Những cái đồi cát chúng ta trông nó vậy nhưng nó vẫn khác nhau. Những cái đồi cát mà quý vị đang nhìn sau lưng của chúng tôi đó, đó là đồi cát của Dubai. Thành ra chúng ta không có thấy cái đồi cát của nó hơi phẳng hơn, và chứ nó không có quả có như những ngọn Những cái đồi lên đồn và cao xuống, lên. cao lên và xuống. Thành thử cái sa mạc mà chúng ta đi thưởng thức ở bên Dubai ấy, thì nó bằng phẳng hơn ở những nơi tôi có dịp đi qua. Thế tuy nhiên nói là bằng phẳng không có nghĩa là chúng ta không có mệt, phải không? Bằng bằng cớ là muốn đi vào cái du ngoạn sa mạc ở bên Dubai, chúng ta phải đi bằng xe. Và khi mà đi xe đó là xe 4x4, chúng ta có thể đi bằng cái cruise Cruiser, Land cruiser đó Cruiser chẳng gì đó. hạn, hoặc là tất cả những loại xe 4x4 thì mới chạy được ở trên sa mạc. Và những loại xe này đó khi chạy đó không có nghĩa là đã an toàn 100% được. Trong an toàn có nghĩa là không phải nó lật, nhưng mà nhiều khi nó lún Nó cát lún đó, nó cả. không chạy được nữa, Vậy là và khách phải xuống đẩy thành hả ra khách là xuống đẩy. Còn dĩ nhiên đẩy không được thì chúng ta thấy họ phải dùng một cái loại xe khác nó kéo. kéo những cái đó thì mới đi có thể ra khỏi những cái bãi cát được như vậy. Thành thử chúng ta thấy cái thích thú của cái đi cái xe 4x4 trên sa mạc, nó cũng là một cái cảm giác rất là thích thú cho người du khách. Thế tuy Có bụi nhiên trần hay không anh, hay là không, nó có mùi? có mùi, và khi mà đi như vậy đó cũng có người sẽ không có chịu được về những cái gọi là cái trượt trên mặt cát của nó đó. Có những cái xe đang chạy mà nó thấy nó trượt qua trượt lại y như chúng ta đi thuyền ở trên mặt sóng vậy đó. Vậy là bị thành say say. thành ra người du khách cũng có thể dễ bị say, và hoặc cái sợ tại vì khi bắt đầu lên đồi cát nó sẽ nghiêng chẳng Đúng hạn, rồi, thành ra có nhiều người thét lên chẳng giống hạn. như nhưng là mà đi những nhưng mà những roller cái đó như là những cái mà chúng ta sẽ nhớ về coaster. cái cuộc hành trình ở trên sa mạc ở Dubai. Nhưng mà đi xe chúng ta phải đi một đoạn lên cái độ cao. Là chứ tại sao chúng ta đi lên độ cao ở trên đó? Chúng ta lên cái độ cao ở nhất của cái đồi của cái sa mạc, thì ở trên đó chúng ta mới có dịp ngắm cái hoàng hôn của mặt trời xuống cái sa mạc ở Dubai. Vậy là cái Và hình ảnh mà anh chụp ở trong thành ra màn hình là anh đứng trên độ cao. chúng ta đang đi dần lên trên độ cao, và khi ở trên độ cao này chúng ta có thể xuống, chúng ta chơi vui, có nhiều cái cảnh, có thể có nhiều người họ đem những con chim ó họ đến, họ dụ mình để mình có Chụp hình chụp chung. hình chung chẳng hạn, vân vân. Và đó là những cái đặc biệt. Hoặc là có những người du khách thích ăn mặc áo theo kiểu người Ả Rập và nằm trên đồi cát để cho chúng ta thấy đó là một cái hình ảnh mà thiên Ở xứ nhiên, bất lực sở. thiên nhiên. Và xung quanh đó chúng ta nhìn từ đồi này qua đồi kia, chúng ta thấy những người bé li ti đó, tại vì nhiều chiếc xe lên đó, thành ra nhiều nơi để chúng ta có thể đứng thưởng ngoạn cái mặt trời xuống. Và khi mặt trời xuống đó là người ta giống như một người gọi là cao đao đó, thành ra đếm từng chút để cái lúc mà mặt trời nó khuất hẳn sau cái đồi cát, thì đó là lúc mà chúng ta bắt đầu đi về một chỗ khác để chúng ta ăn tối. Và trong khi vừa ăn tối thì chúng ta có dịp xem cái belly dance, múa bụng đó, Một múa cái điệu bụng, nhảy nổi múa tiếng đó của là người một Ả đợt, Rập không và cái loại nhảy của người vũ nữ Ả Rập đó. Họ có những cái lối nhảy, và dĩ nhiên cái belly dance, belly là cái bụng đúng không, belly thành ra họ Họ nhảy bằng nhảy bằng cái cái bụng. bụng của họ. Thành ra chúng ta nhìn cái chuyển bụng chuyển động của bụng họ đó, chúng ta thấy đây cũng là một cái nghệ thuật, chứ nó không có phải Không phải ai cũng làm không được. phải ai cũng làm được đâu. Và dĩ nhiên khi nói belly đó thì chúng ta phải ý, có nhiều người nói tại sao
mấy cô múa với cái vũ điệu của Ả Rập mà sao mà bụng cố to, belly là mỡ mà đúng không? Không có belly là sao mà đen. Thành tựu cái những cái đó là cái mà chúng ta đến chúng ta sẽ nhìn thấy. Dĩ nhiên cũng vẫn có người đẹp, dĩ nhiên có người có những cái bụng nhiều belly hơn, nhưng mà mỗi cái múa bụng để chúng ta cái cảm nhận là những cái khó khăn và không phải dễ dàng chúng ta để làm một điệu múa như vậy. Và dĩ nhiên chúng ta có thể xem được một hai người vũ công họ cho chúng ta thưởng thức những cái belly dance và đồng thời nghe tiếng nhạc của người Ả Rập, và đó cũng là một trong những cái chương trình mà chúng ta đi du ngoạn ở Dubai và thấy chúng ta đi thăm một cái sa mạc Hoàng Hôn. Dạ thưa anh, trong cái buổi ăn đó đó thì những cái thức ăn như thế nào anh? Mình có hợp thức ăn khẩu vị không? Thì là phần lớn thì chúng ta đi vào những cái khu vực như vậy, đó là cái khu vực công cộng, đúng không? Để public, rồi thành ra chúng ta ăn theo những cái món ăn của người Ả Rập. Dĩ nhiên có những cái món ăn chúng ta ăn được, có những món ăn chúng ta rất là khó ăn. Thế tuy nhiên chúng ta phải ăn chúng ta mới biết được cái hương vị của Ả Rập, đúng không? Đó là đi du lịch đó. Đó là đi du lịch. Nhưng còn đi du lịch mà chúng ta cũng đòi hỏi lúc là mình ăn cái món ăn của mình mà thì khó lắm, và lại nó không còn có nghĩa là du lịch nữa. Tại du lịch là cái sự tìm hiểu, là cái sự hiểu biết và cái gọi là cảm nhận của một cái văn hóa của một đất nước khác, một cái gọi là phong tục của một đất nước khác và cái gọi là cái hương vị của một đất nước khác. Thành chúng ta thưởng thức được tất cả những cái đó thì chúng ta gọi là du lịch. Đó. Và chúng ta cảm nhận được đó thì chúng ta cảm nhận được cái ngon của họ, cái đẹp của họ, cái thích thú của họ, và mình cảm nhận được được hay không là nó tùy theo cái cảm nhận của mình. Thành ra có những cái ăn ngon của họ nhưng không có nghĩa là ngon với mình. Có những cái ngon của mình không có nghĩa là ngon với họ. Và có những cái đẹp của mình không có nghĩa là đẹp với họ. Đó, thành thử du lịch nó có tạo cho con người có những cái gọi là có những cái thông cảm với nhau. Thành ra tôi cho là du lịch là một cái sự mở mang về cái suy nghĩ, và đồng thời nó mở mang cho một cái sự thông cảm cho một người dân của nước này với một người dân nước khác. Chứ không có nghĩa là lúc nào mình cũng dùng cái người dân nước khác hoặc là một cái phong tục của nước khác, một cái văn hóa của nước khác mà chúng ta cho cái đó là dở hơn của mình chẳng hạn. Thì cái tôi nghĩ cái đó là nó không có mang hoàn toàn cái ý nghĩa của chữ du lịch. Du lịch là chúng ta du, là chúng ta đi chơi, đúng không? Lịch là một vòng tròn. Lịch là vòng tròn, là calendar đó. Cuốn lịch đó là vòng tròn. Chúng ta đi một vòng tròn thì chúng ta trở về cái của mình. Mình vẫn là mình, nhưng mà chúng mình biết thêm được nhiều cái khác xung quanh. Và đó là ý nghĩa của du lịch. Và tôi xin lỗi đi quá xa cái câu chuyện rồi. Thành ra đi Dubai chúng ta biết là nó nóng, biết là cái xứ sở là sa mạc, biết là cái xứ sở của người Ả Rập, xứ sở của một cái tôn giáo khác với tôn giáo của mình, nhưng mà không có nghĩa họ không có những cái hay của họ, và chúng ta học hỏi và chúng ta thông cảm và chúng ta đem cái đó về, chúng ta thích cái gì chúng ta giữ trong lòng, cái nào không thích chúng ta bỏ ra ngoài để sống của mình thoải mái hơn. Đang nói về những thức ăn thì Mỹ Tiên có nghe nói là bên Dubai nổi tiếng có những món ăn mà người ta giác vàng lên á, thì anh đã bao giờ thưởng thức được món nào chưa? Cái đó cũng là một trong những cái câu chuyện đang nổi tiếng trong trong những ngày tháng gần đây, đúng không? Nhưng mà thực sự tôi chưa có dịp ăn cái gọi là cái bò rát vàng, thành ra tôi cũng không biết. Không phải là bò không, mà ví dụ miếng bánh ngọt họ cũng rát vàng, đại khái như vậy. Thì ở trong những cái chỗ mà sang trọng lúc nào họ cũng có những cái đặc biệt đó, không? Chẳng hạn như tôi trong cái phần 1 tôi có nói về cái buổi tea time ở trong khách sạn của Arab. Chúng ta đến đó chúng ta thưởng thức, chúng ta thấy cái ngon của nó. Nó có những cái mà mình không có tưởng tượng được. Đặc biệt ở bên Dubai đó là người Hồi giáo họ không ăn thịt heo và họ cũng cấm uống rượu. Dạ đúng rồi. Thế tuy nhiên đó, nếu chúng ta vào những khách sạn sang trọng đó, cái hay của bên Dubai, cái mà họ linh động cái chỗ đó, là chúng ta vào những khách sạn sang trọng chúng ta đều có những cái đó, món đó hết. Tức là du khách mình du khách thì vẫn được thưởng thức được. Thành từ đó là cái điểm mà rất là thoải mái cho người du khách đến với Dubai. Thế tuy nhiên thì trong một dịp khác chúng ta có dịp nói không những chỉ vì Dubai, chúng ta phải đi qua Abu Dhabi nữa. Ta đến Dubai mà không đi Abu Dhabi là một sự thiếu sót. Và chúng ta mới nhìn được những cái tại sao cái xứ Abu Dhabi gọi là xứ giàu có, mà tại sao nó giàu đến mức độ nào nó dám cho vay tiền Dubai để build những building cao như vậy. Mà làm sao biết rằng Dubai sẽ trả lại được tiền? Dĩ nhiên thì người cho vay nợ không có dại đâu. Thêm một câu hỏi trước khi kết thúc chương trình là lúc nãy anh nói ở đó là xứ sở sa mạc,
thì vào thời điểm nào để mình đi du lịch mà đừng có bị cái sức nóng nó ảnh hưởng Thực sự thì Dubai nó vẫn nằm về phía bắc bán cầu, thôi. Dạ. thành thử những cái ngày tháng nóng của chúng ta đó, ở đây đó chúng ta cảm thấy những ngày tháng nóng, tức là bên đó cũng sẽ nóng, tức là À. tháng 7, tháng 8, Tức là tức mùa là hè. những tháng tháng hè đó là tháng nóng, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là những tháng Tháng nóng 9. rồi. Thế tuy nhiên thì đến với cái mùa nóng như vậy, đâu có phải chúng ta đi ngoài đường, chúng ta cũng chỉ trong những cái khách sạn, chúng ta trong những cái shopping mall, thành thử đó là những cái điểm mà chúng ta có thể thoát được cái nóng. Và buổi chiều tối thì dĩ nhiên thì nó vẫn nóng, nhưng mà cái buổi chiều tối tức là chúng ta cảm Để thấy dễ dịu chịu lại hơn, rồi. nó dễ chịu hơn, cái lạnh của sa mạc nó vẫn khác. Cái khi mà ánh mặt trời tắt đi đó thì cái sức nóng của sa mạc nó sẽ dịu xuống rất là nhiều, và có thể chúng ta tham dự những cái chuyến tour đi về buổi tối, đi thăm Như sa anh mạc, nói là đi tha ngắm cảnh hoàng hôn ở ngắm cảnh trên hoàng hôn sa đó, mạc. thì đó là những cái điểm mà chúng ta tùy theo cái thời điểm của mình, nhưng mà dĩ nhiên cái điểm tốt nhất thì chúng ta tránh những cái tháng quá nóng đi đó, thì chúng ta phải check với thời tiết thôi, chứ còn nói tháng nào rõ ràng thì mình không biết được. Có những tháng ngay ở chỗ chúng ta đang ở có tháng mà tưởng là mà mát, nhưng thực ra rất là nóng Thì rồi, thành đúng ra rồi, thay đổi rất là nhiều thời đó. tiết Thành thì mình thử cũng quý vị không có biết thể được. tham khảo về cái mùa hoặc là những ngày tháng nóng trước khi chúng ta chọn một chuyến đi. Thưa anh, thêm một cái câu hỏi nữa là nếu mà từ Mỹ mình thì mình tới cái phi trường nào ở Dubai thưa anh? Nên mình bay tới phi trường nào thì nó là thuận tiện? Nó tùy thì tùy theo, thí dụ Mỹ tiên hỏi câu nó hơi tổng quát quá, Chưa chúng thôi ta ở phía miền Tây của Hoa Kỳ hoặc chúng ta ở miền Đông Hoa Kỳ, chúng ta ở miền Đông thì chúng ta bay về phía bên kia, còn phía Không, bên này đến đến Dubai thì hình như chỉ có một sân bay có Dubai thôi phải không xung thân? Dubai thì chỉ có một thôi, nhưng mà chúng ta có nhiều cách đi, chẳng hạn chúng ta có thể đến Abu Dhabi, hoặc là chúng ta đi qua Doha chẳng hạn, rồi chúng ta đi một vài đất nước khác chúng ta trước khi đến Dubai. Còn nếu chúng ta đi Dubai không, nó lại là một cái chuyện khác. Nhưng mà thường thường khi mà đi Dubai thì chúng ta thường thường đi kèm với một cái đất nước khác, chẳng hạn như chúng tôi thường hay tổ chức những cái chuyến đi Dubai, nhưng mà đi Dubai xong rồi đi Israel, đi Do Thái, rồi đi Ai Cập chẳng hạn, thì đó là những cái chỗ mà nó có những cái liên hệ về cái văn hóa với nhau một phần nào đó, cho chúng ta cảm nhận được cái văn hóa đi một vòng như vậy, chúng ta sẽ thấy thích thú hơn. Nhưng mà đi Dubai nếu mà chúng ta đi một tuần thì quá nhiều, thành ra chúng ta chỉ đến một vài ngày thôi, thành ra cũng là để đầy đủ với Dubai rồi. Nhưng mà có cơ hội thì Dubai cũng là một nơi chốn để chúng ta nên ngừng chân. Xin cảm ơn anh Trần Nguyên Thắng. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa kết thúc buổi nói chuyện về chương trình du lịch thế giới trong tầm tay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.